Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, lượng người từ các địa phương phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai về Huế tăng cao. Đây là một trong những yếu tố có nguy cơ cao dễ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 vào địa phương. Tại chốt kiểm soát Lăng Cô qua sàng lọc khai báo y tế, các lực lượng chức năng cũng đã ghi nhận cả ca dương tính với SARS-CoV-2 sau khi đưa vào cả khu cách ly tập trung. Thực tế này đòi hỏi cả lực lượng chức năng phải kiểm soát chặt chẽ để không bỏ lọt các trường hợp nhiễm COVID-19 vào địa bàn tỉnh. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự. Khu vực chốt số 5 tại trạm trung chuyển đèo Hải Vân, mỗi ngày có hàng trăm người di chuyển từ các tỉnh phía Nam về Huế bằng xe máy, nhiều nhất là từ thành phố Hồ Chí Minh. Đa số trong họ là những công nhân bị ngừng việc làm nhiều ngày nay, cuộc sống khó khăn nên muốn trở về quê. Lượng người về nhiều gây áp lực kiểm soát cho các lực lượng chức năng. Quân đội công an làm 24/24 nhưng vẫn không thể giải được cho để bà con thỏa lòng theo nguyện vọng để khoảng giữ được cái khoảng cách nhất định vì cái lượng người quá lớn. Xác định những người về từ phía Nam bằng xe máy là người có nguy cơ cao nên Thừa Thiên Huế đã kiểm soát rất chặt chẽ. Tất cả đều phải vào khai báo y tế và được xe chuyên dụng đưa đi cách ly tập trung. Thưa quý vị, những ngày gần đây thì số lượng người về Huế bằng phương tiện xe máy là rất là đông và những người đi xe máy thì sẽ khai báo y tế ở trạm trung chuyển đèo Hải Vân và sẽ được đưa đi cách ly tập trung. Còn đối với những người chỉ đi qua tỉnh Thừa Thiên Huế thì sẽ cùng có một chiếc xe trung chuyển vận chuyển người và phương tiện. Sau khi vận chuyển đi qua hết địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thì lực lượng chức năng mới trả lại xe để cho những người đó họ tiếp tục cuộc hành trình của mình. Mỗi ngày, chốt kiểm soát số 5 tiếp nhận hàng trăm lượt xe đến đăng ký. Lực lượng chia ra 3 ca túc trực 24/24. Để giảm bớt áp lực làm việc cho các lực lượng kiểm soát, Công an huyện Phú Lộc thực hiện phương án dán phù hiệu nhận dạng cho các phương tiện xe máy tại địa phương. Từ khi mà các cái tuyến xe khách dừng hoạt động thì người dân sinh sống và làm ăn tại tỉnh phía Nam thì họ đi bằng phương tiện xe máy về tỉnh Thừa Thiên Huế. Thì ở tại vị trí này thì chúng tôi là phân ca kíp là 24/24 để phân công cán bộ chiến sĩ trực đảm bảo và hướng dẫn cho người dân để vào khai báo y tế theo quy định. Với tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay thì bên cạnh nỗ lực của chính quyền, ý thức của người dân vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Thực tế cho thấy, cảnh sát giao thông huyện Phú Lộc cũng đã bắt gặp rất nhiều trường hợp người dân đi bộ theo kiểu trung chuyển để tránh khai báo, tránh cách ly, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch của địa phương. Tại vị trí này thì qua cách làm của chúng tôi thì chúng tôi phát hiện rất nhiều người dân có cái cách đối phó đối với lực lượng chức năng kiểm soát tại các chốt. Đồng thời cũng là các cái phương tiện là không khai báo trung thực là tại các tỉnh mà vùng có dịch về cứ nói là những địa phương cho nên chúng tôi là quá xác minh rất là khó khăn trong cái vấn đề này. Chỉ trong một thời gian ngắn, Thừa Thiên Huế đã ghi nhận một số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 là những người về từ phía Nam bằng xe máy. Tuy nhiên, tất cả đều được phát hiện trong khu cách ly nên dịch bệnh vẫn được kiểm soát. Nhu cầu về Huế thời gian tới chắc chắn sẽ còn tăng. Mỗi người cần nâng cao ý thức, thực hiện đầy đủ các thủ tục khai báo y tế trung thực để hạn chế lây lan dịch ra cộng đồng.